Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn vào cuối tuần nhà mình chuẩn bị ăn, đó chính là món cò muối chiên. Đây, như quý vị đã thấy đây trên cái chảo là cò mình đã chia nhỏ ra thành từng miếng ăn rồi đó mọi người. Đây là thành phần, này là ba con cò. Ba con cò này là hôm qua là ông xã mình tìm được ha. Và mình đã sơ chế nó để tủ lạnh. Rồi hôm nay mình sẽ đem ra chiên để dùng cơm trưa. Trong quá trình ớt thì mình cũng để một tí ngũ vị hương đó mọi người, để cho nó thơm. Hiện tại bây giờ là rất là thơm. Mình để lửa riu riu để cho cái miếng thịt cò nó giòn. Ba con mọi người, ba con. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cho mọi người được xem cái vị của nó như thế nào. Mình nghĩ là một cái mình sẽ có một cái bữa cơm rất là hấp dẫn đây.